Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube Báo Giao thông. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin trong nước quốc tế mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua. Và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cứu dân là ưu tiên cao nhất. Chiều ngày 12 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lụt bão tại xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ngay đầu giờ chiều, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm hỏi, động viên các lực lượng đang tập trung xử lý mạch sủi và gia cố tuyến đê sung yếu tại xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương. Hiện, mực nước sông Lô đang rút dần, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và các lực lượng của địa phương đang nỗ lực xử lý sự cố, đảm bảo an toàn cho khu vực. Tới thăm hỏi người dân đang được sơ tán tới nhà văn hóa thôn Phú Thọ 1, xã Trường Sinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ sâu sắc với người dân đang phải chịu ảnh hưởng do bão lũ gây ra, mong muốn người dân tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước sẽ nỗ lực hết sức để sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Đối với những vùng còn ngập hoặc khó tiếp cận với người dân đang bị cô lập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo tỉnh và các lực lượng triển khai đồng bộ quyết liệt mọi giải pháp từ phòng ngừa đến cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ, triển khai nhanh nhất các biện pháp để đưa nhu yếu phẩm đến cho người dân và chú trọng bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ. Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia buồn sâu sắc đến các gia đình có thân nhân mất do bão lũ, gửi lời cảm thông và chia sẻ sâu sắc tới những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng của bão lũ. Về phương hướng thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, không chỉ với Tuyên Quang mà với cả các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng của bão, cần xác định cứu dân là ưu tiên cao nhất, sức mạnh lực lượng vũ trang là nòng cốt để triển khai đồng bộ, quyết liệt mọi biện pháp từ phòng ngừa đến cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị rà soát, xác định ngay những điểm có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, vỡ đê, ngập úng để di dời người dân đến nơi an toàn. Tỉnh cần thường xuyên phát hiện, cảnh báo người dân, bố trí lực lượng chốt chặn, không để người dân đi lại ở những nơi có nguy cơ cao, thường xuyên kiểm tra, khắc phục ngay những nguy cơ có thể xảy ra đối với hệ thống đê điều, hồ đập, cầu cống, có kế hoạch phân lũ trong trường hợp khẩn cấp để chủ động di dân. Đối với những địa bàn bị ảnh hưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý triển khai nhanh nhất các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến tận tay của người cần hỗ trợ, lực lượng vũ trang, quân đội, công an là nòng cốt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu sử dụng mọi nguồn lực, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ tìm kiếm người mất tích, người không qua khỏi. Đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ người dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu triển khai lực lượng biện pháp khôi phục ngay các hoạt động bình thường của đời sống xã hội và sản xuất kinh doanh, vệ sinh môi trường, sửa chữa, khắc phục nhanh hệ thống giao thông, lưới điện, thông tin liên lạc, trường học, bệnh viện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tuyệt đối không để các cháu học sinh thiếu lớp, thiếu trường, không để người bệnh không có nơi khám chữa bệnh. Ông lưu ý nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh sau lũ, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay sớm để khôi phục sản xuất. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn xã hội phát huy truyền thống yêu nước, tương thân tương ái, quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với các gia đình, người dân bị nạn, bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra, tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện kịp thời chính sách đối với các gia đình bị thiệt hại. Đồng thời, yêu cầu triển khai các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, trật tự, xử lý kịp thời những đối tượng đưa tin sai sự thật gây hoang mang về tình hình thiên tai, không để xảy ra tình trạng lợi dụng đẩy giá, trục lợi, trộm cắp tài sản. Về kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan trên cơ sở nguồn lực của nhà nước và nguồn lực do tổ chức, cá nhân ủng hộ cân đối để hỗ trợ địa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính, trước 31 tháng 12 phải tái lập được thôn Làng Nủ. Ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc tại tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai để thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Thủ tướng đã ra hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích, động viên các lực lượng đang tìm nhiệm vụ, đồng thời trò chuyện, thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình mất người thân. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Trịnh Xuân Trường cho biết, đến nay đã xác định được có 95 người không qua khỏi và mất tích. Các lực lượng chức năng đã tìm được 45 nạn nhân, có 16 người bị thương được chuyển ra bệnh viện đa khoa cấp huyện và một số bệnh viện tuyến trên. Có 2 trường hợp tiên lượng nặng vì bùn vào phổi. Đây là vụ việc gây thiệt hại lớn đối với địa phương. Hiện nay, điều kiện vận chuyển phương tiện, trang thiết bị vào hiện trường khó khăn. Tại hiện trường có khoảng 650 người tham gia cứu hộ. Tổng chỉ huy trưởng việc tìm kiếm, cứu nạn là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Theo ông Trịnh Xuân Trường, trước mắt, công việc ưu tiên là tập trung cứu chữa 16 người bị thương
tìm kiếm những người còn lại. Tỉnh Lào Cai cũng đã di rời những hộ dân còn lại ra các địa điểm an toàn. Đến đêm, các lực lượng tìm kiếm cũng được cơ động ra phía ngoài để đảm bảo an toàn. Để đảm bảo đời sống nhân dân, tỉnh Lào Cai được các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị quan tâm hỗ trợ. Về lâu dài, tỉnh xác định quỹ đất của xã, sau khi xác định đảm bảo an toàn, sẽ thống nhất thiết kế, thi công ngay khi khu dân cư mới cho người dân. Hiện nay, rất nhiều cơ quan báo chí quan tâm, ủng hộ tỉnh tái thiết lại làng Nủ, tỉnh quyết tâm động viên, ổn định tình hình bà con nhân dân. Báo cáo nhanh tại buổi làm việc do Thủ tướng chủ trì tại nhà văn hóa thôn làng Nủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, toàn tỉnh Lào Cai tính đến 13 giờ ngày 12 tháng 9 có 59 vị trí sạt trượt trên các tuyến quốc lộ. Các lực lượng của ngành giao thông vận tải đã phối hợp với các cơ quan, địa phương để xử lý khắc phục. Tính đến chiều ngày 12 tháng 9 đã có 51 vị trí được xử lý và thông xe, hiện chỉ còn 6 vị trí. Trong đó, quốc lộ 4E có 3 vị trí, quốc lộ 279 có 2 vị trí, quốc lộ 70 có 1 vị trí. Dự kiến một vị trí hoàn thành trong ngày 12 tháng 9. 5 vị trí còn lại có địa chất phức tạp, nước ngập nên việc thi công khó khăn hơn, sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Bộ Giao thông Vận tải đang huy động tất cả các lực lượng để thông xe nhanh nhất có thể. Liên quan đến sự cố làng Nủ, ngay khi có thông tin về lũ quét, trong sáng ngày 10 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải đã điều phối cán bộ, tập trung toàn bộ lực lượng, thiết bị, phối hợp với lực lượng địa phương để triển khai khắc phục ngay các điểm sạt trượt, thông tuyến mở đường cho các lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường trong đêm ngày 10 tháng 9. Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo cấp cho Sở Giao thông Vận tải Lào Cai 3.000 giỏ thép phòng chống sạt trượt. Tới đây sẽ tiếp tục cấp thêm 1.000 giỏ thép nữa. Đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, nếu cần thêm, Bộ Giao thông Vận tải sẽ bố trí tiếp để xử lý các vị trí sạt trượt. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia sẻ, thăm hỏi với nhân dân vùng bão lũ, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình, người thân có người không qua khỏi, mất tích trong trận lũ lụt, trôi mất gần như cả bàn tay. Thủ tướng đề nghị các lực lượng tập trung tìm kiếm người mất tích, thay đổi phương thức tìm kiếm vì gia đình đang rất mong chờ. Đối với những người bị thương, Thủ tướng yêu cầu phải được cứu chữa, chăm sóc y tế đầy đủ. Đồng thời, phải dọn dẹp vệ sinh môi trường tích cực phòng chống dịch bệnh, khôi phục lại giao thông, theo tinh thần, Trung ương lo việc lớn, đường lớn, tỉnh lo tỉnh lộ, huyện lộ, xã lo xã lộ. Thủ tướng cũng yêu cầu khảo sát, quy hoạch địa điểm an toàn với sự tham gia ý kiến khoa học của các cơ quan chuyên môn để xây dựng lại, khôi phục lại bản làng Nủ, đảm bảo các hộ dân có nơi an toàn với hạ tầng phù hợp, chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải hoàn thành. Tỉnh Lào Cai chủ trì triển khai, nếu thiếu gì báo cáo chính phủ, vận dụng cơ chế trong trường hợp đặc biệt để xử lý các vấn đề liên quan như huy động lực lượng công binh xây dựng lại bản làng. Đến ngày 31 tháng 12, tất cả người còn sống, các hộ dân phải có chỗ ở, nơi sinh sống ổn định, có điện nước, nơi vui chơi, cây xanh, đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh, không để ai bị đói, rét, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu nước sạch, Thủ tướng nêu rõ. Thủ tướng cảm ơn bà con đã chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp. Cảm ơn các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tích cực triển khai nhiệm vụ. Các cơ quan báo chí, truyền thông đã tích cực thông tin về thiên tai và hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó thiên tai. Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội cùng lo toan công việc này. Các bộ, ngành nhanh chóng triển khai công việc. Các cơ quan báo chí cần tăng cường thông tin, cùng với đó là hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai, ứng phó với bão lũ. Thủ tướng cũng biểu dương, cảm ơn các lực lượng cứu nạn, cứu hộ của quân đội, công an có mặt đầy đủ, kịp thời. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, không để dân thiếu thực phẩm, nước uống, thuốc men. Tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng còn có lãnh đạo các bộ, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế và đại diện cho các bộ, ngành liên quan. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra công tác vận hành trạm bơm Gia Viễn, kiểm tra thực tế tại điểm tràn Lạc Khoái trên đê Hoàng Long. Báo cáo trước Phó Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian qua đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị 4 tại chỗ, các biện pháp ứng phó với tình hình bão, lũ trên địa bàn, công tác vận động, sơ tán người dân trong vùng bị ngập lụt ở hai huyện Nho Quan và Gia Viễn. Theo thống kê của cơ quan chức năng, số nhà bị ngập nước do lũ trên sông Hoàng Long là 1.005 nhà, tập trung ở khu vực ngoài đê. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ghi nhận tinh thần chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ sau cơn bão số 3 của tỉnh Ninh Bình. Đặc biệt, Ninh Bình đã triển khai theo đúng quy trình dự lệnh xả tràn, tiến hành phương án di dân khi mực nước đạt 4,9m và chuẩn bị tốt công tác 4 tại chỗ ở địa phương. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, hiện nay mực nước trên các sông Hưng Thi, sông Hồng, sông Nhuệ đã giảm. Thêm vào đó, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, mực nước trên sông Đáy và sông Hoàng Long đang có chiều hướng chững. Như vậy, các yếu tố tác động làm giảm mực nước lũ trên các sông của Ninh Bình rất thuận lợi. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng lưu ý, Ninh Bình cần phải nhận định rõ việc mực nước lũ có chững chỉ giảm ở mức độ nguy hiểm, còn vẫn đang trên mức báo động 3, tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp.
Do đó, không được chủ quan, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tổ chức các phương án trực sẵn sàng khi có tình huống xảy ra, huy động lực lượng tuần tra, canh gác đê liên tục cho đến khi an toàn. Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền huy động tối đa nguồn lực chăm lo tốt đời sống cho nhân dân, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, không để người dân thiếu thực phẩm, thiếu nước uống, thiếu thuốc chữa bệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tiếp tục nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của mưa lũ, chủ động phòng tránh an toàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã ký lệnh di dân, yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn, Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan thông báo tới nhân dân vùng lũ, xả lũ trên địa bàn. Đồng thời, triển khai phương án di dân khi mực nước sông Hoàng Long tại bến Đế đạt 5,3 m. Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn, Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan phối hợp với lực lượng công an, quân sự và các cơ quan có liên quan di dời dân và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Đảm bảo đưa được toàn bộ nhân dân vùng phân lũ, chậm lũ đến nơi an toàn trước khi vận hành tràn Lạc Khoáy. Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn, Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị có liên quan sẵn sàng phương án xả tràn khi có lệnh. Theo bản tin lúc 20 giờ ngày 12 tháng 9 của Đài khí tượng thủy văn Ninh Bình, mực nước trên sông Hoàng Long tại bến Đế là 4,93 m, trên báo động 3 0,93 m. Tại Gián Khẩu 4,52 m, trên báo động 3 0,82 m. Trên mức đỉnh lũ lịch sử của năm 2017 0,02 m. Sông đáy tại Ninh Bình 4,21 m, trên báo động 3 0,71 m. Trên mức đỉnh lũ lịch sử của năm 2017 0,27 m. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước trên sông Hoàng Long tại bến Đế, Gián Khẩu tiếp tục lên chậm. Tại bến Đế, khả năng ở mức 5 đến 5,2 m, trên báo động 3 từ 1 đến 1,2 m. Tại Gián Khẩu lên mức 4,5 đến 4,7 m, trên báo động 3 từ 0,8 đến 1 m. Trên sông đáy tại Ninh Bình tiếp tục biến đổi chậm, ở mức 4,2 đến 4,4 m, trên báo động 3 từ 0,7 đến 0,9 m. Cũng trong tối ngày 12 tháng 9, lực lượng chức năng đã dùng bạt, bao cát gia cố mái đê sông đáy ở khu vực cảng Khánh An thuộc huyện Yên Khánh do có hiện tượng nước từ sông đáy rò rỉ qua thân đê. Đồng thời, lực lượng chức năng đã dừng rào chắn, cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên đê để đảm bảo an toàn.